Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video của Tiên ha. Thì hôm nay Tiên lại tiếp tục ra video săn bắt hải sản nha mọi người. Hiện tại thì Tiên đang đi chuyến mới nha mọi người. Hôm nay là ngày đầu tiên anh em mình sẽ vô một cái gò. Cái gò này Tiên khai với mọi người để mọi người biết luôn là ở Tiên gọi là gò dạng mới ha. Nếu mọi người coi thì mọi người sẽ biết, ở ngoài đảo thì sẽ biết cái gò này nó như thế nào nha. Thì gò này cách đảo Phú Quý là tầm 38 hải lý. Mọi người cứ nhân ra 1,8 km là nó sẽ ra cây số. Tiếng này thì anh em mình sẽ đi thêm hai người bạn nha mọi người. Như mấy video Tiên quay là chỉ có 6 bạn thôi. Bây giờ là sẽ là hai người bạn. Hai anh bạn này là ở từ Tây Ninh nha. Đây là anh Khải ra để trải nghiệm. Nếu mọi người có dịp ra này mà thích cực khổ như anh em tụi mình thì cứ việc liên hệ để trải nghiệm một chuyến 6 bữa nha mọi người. Chịu khổ chịu cực ha. Nói chung thì chịu khổ thì anh em mình cũng tiếp đãi cũng nhiệt tình nha, chứ không có ái đâu. Rất là ok. Rất là ok nha các bạn. Đấy nha mọi người. Rồi giờ Tiên còn một anh bạn nữa, Tiên về sau để qua giới thiệu cho mọi người biết. Hiện tại thì anh em cũng sắp sửa chuẩn bị vô đồ để lặn rồi. Đây là những anh bạn lặn chính này. Đang có uống nước để chuẩn bị làm chuyến mùa vụ đầu tiên. Đây là anh Giang, bạn mới nha mọi người. Đây, bạn mới ở Tây Ninh về để trải nghiệm. Nói chung thì đi theo cho biết cảm giác của anh em mình ha. Hôm nay là ngày đầu tiên rồi. Thì anh Giang với anh Khải sẽ không có lặn nha mọi người. Ở lên để coi về trải nghiệm. Nói chung thì vượt tầm 300 mấy cây số để ra ngoài đây. Để chịu cực như anh em mình ha. Thế anh em mình chuẩn bị vô đồ để lặn rồi nha. Rồi giờ Tiên cùng với các anh em sẽ vô đồ lặn để chuẩn bị săn bắt một cái gò mới này nha. Giờ anh em bạn lặn sẽ chuẩn bị vô đồ nhái. Tháng này thì sẽ mặc những cái đồ nhái để giữ nhiệt giữ ấm nha mọi người. Tháng kia ấm nhưng mà bằng đồ vài lặn thôi. Về tháng 5, tháng 6 thì biển ấm thì không còn nhất thiết nữa. Rồi nói chung Tiên cũng sẽ phải mặc cái bộ đồ nhái. Đây là bộ đồ nhái của Tiên, sẽ mặc vào. Thường bộ đồ nhái này mua thì tầm khoảng 1 triệu 2 để bằng được 1 năm thì nó sẽ rách về sẽ tiếp tục mua cái bộ khác nha mọi người. Bye.
Thank you.
Đấy, mọi người, bây giờ thì anh em mình để đuổi tăng về lên ha. Chúng ta thì những mặt hàng anh em để đeo lên được. Được hai con két em siêu to. Con này tầm chục ký nha mọi người. Quá đẹp. Mặt hàng nha nha mọi người. Đây là những mặt hàng mà anh em mình đã bắt được nè. Đây là hai con cái bì lẻo. Quá để. Cái này là chĩa nha mọi người. Đây chặt chĩa nè. Rồi anh Khai với Giang nó ở đây nè. Nhìn được mặt hàng cũng khá là đẹp mọi người. Đây anh khỏe của nếu anh em mình đây là con ghé bò bi mọi người ơi, siêu đẹp nha. Cái bò này to mua kiểu không được nha mọi người, nhỏ thì mua kiểu khá là đẹp nha. Trên tiên chỉ hồi nãy nè mọi người, khóe đẻ hả. Còn bê vô đây là sẽ đổ nha, hãy xăm nha mọi người. Anh em mình để đủ hàng ra xong thì bây giờ mình sẽ sắp xuống tăng đầu tiên dạng mới. Đây là ốc khai nha mọi người, sẽ bỏ ốc khai xuống dễ bị lẻo. Đây cái nắp khai cho mọi người, cái nắp này em siêu ngon nha. Đây đủ loại ké thôi luôn, tôi không biết giới thiệu mọi người những loại ké gì cho nó hết đâu, tầm khoảng 30-40 loại luôn nha mọi người. Đây, đây là bò lé nè. Cái chầm bơm nè. Rồi giờ anh em mình sẽ bỏ ké xuống cái hộp số 5 để búi xé nha mọi người. Quá đẻ ha. Đây giờ anh em mình sẽ bỏ ké xuống để dọn dẹp chuẩn bị lặn tăng 2 nha mọi người. Con cái nó lớn nữa, xương lắm, xương mà nhiều.
Đấy, sâm vàng nha mọi người, đủ lại ké nha, rất là rực rỡ màu sắc luôn. Đây khi làm lương anh em sẽ sống xít như thế này để dọn dẹp về chuẩn bị làm tăng tiếp theo nha. Rồi bây giờ dọn hai con cái bè lẻo này sẽ vắng vào không bị mùi để muối cho nó tươi. Rồi hiện tại thì anh em mình cũng đã dọn dẹp xong về tăng đầu tiên. Bây giờ sẽ nghỉ ngơi một tí về ăn những cái miếng bánh, miếng dưa về tiếp tục làm tăng thứ hai ha. Thì tạm thời video của Tiên sẽ tạm dừng ở đây. Mọi người hãy muốn xem phần 2 thì hãy nhấn đăng ký kênh để xem tiếp phần 2 về là tăng 2 nha mọi người. Tiên xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của Tiên ha. Mọi người nếu cảm thấy yêu mến Tiên thì hãy cho Tiên xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ cho Tiên về xem tiếp những phần video hấp dẫn của Tiên hơn ha. Tiên cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye.